À, xin chào các bạn, hôm nay mình giao lưu với các bạn một số cây hoa giấy. Cây mã số 1 là một gốc dưới Mỹ được ghép bông giấy Thái 3 màu, màu đỏ, màu đỏ, màu hồng và màu cam. Ba màu, màu đỏ, màu hồng và màu cam. Cây mã số 1 gốc nó là 9, chiều cao nó là 80. Cây mã số 1 mình giao lưu với các bạn là 650k, mình bao ship toàn quốc. Cây mã số 1 được ghép giấy Thái 3 màu, màu hồng, màu đỏ và màu cam. Cây mã số 2 là một gốc giấy thường nhưng được ghép lá cẩm thạch bông màu tím hằng lăng đang cho hoa. Cây này là cây mini. Cây mã số 2 mình giao lưu với các bạn là 250k, mình bao ship toàn quốc. Cây này thuận cho các bạn chơi dạng như mini để bàn, hoặc những bạn nào mà muốn lấy giống để làm thì các bạn có thể mua cái này, nó tương đối tầm giá cũng hợp lý. Rồi tiếp theo là cây mã số 3. Cây mã số 3 là một gốc giấy thường được ghép lá cẩm thạch 2 màu, màu hồng và màu tím, và màu tím thêm một cái màu của cái cây gốc giấy thường nữa là màu hồng. Gốc giấy thường màu hồng của gốc giấy thường với màu hồng của cẩm thạch nó khác nhau các bạn, nó khác hoàn toàn. Mặc dầu nó là màu hồng nhưng mà cái màu hồng của cẩm thạch nó đậm hơn, còn cái màu hồng của cái giấy thường thì nó nhạt hơn một tí. Ở đây là màu tím. Đây là một gốc giấy thường được ghép hai màu, màu tím và màu hồng. Bây giờ các bạn thay cái chậu sành mà hình chữ nhật đó, thì nó sẽ phù hợp với lại cái dáng cái cây này hơn. Cái cây này nó có cái hoành, để đo cái hoành thử rồi nha. Hoành nó là 19. Hoành với cây này là 19, gốc giấy thường nha. Chiều bay của nó là 55. Chiều bay là 55. Cây mã số 3 mình giao lưu các bạn là 650k, mình là bao ship cho các bạn, bao ship toàn quốc. Đây là cây mã số 4, là một gốc giấy Mỹ nguyên thủy chưa ghép gì hết nha các bạn. Mình chưa có ghép, mình không có ghép, mình trồng vô trong một cái ba chậu bông. Chậu bông này không biết có thời nào mình không biết, nhưng mà thấy nó lạ lạ, mình đem mình trồng nó vô. Thì cái dáng của cái cây giấy Mỹ này nó cái dáng là dáng quyền. Mình chưa có ghép, giao lưu với các bạn thì các bạn nào mà thích chơi nguyên thủy thì các bạn để y nguyên vậy, các bạn cơi tàn cho nó đâm tàn ra nhiều. Còn không thì các bạn về các bạn ghép, ghép màu rồi vô, mình tính là ghép màu vàng vô nhưng mà chưa có ghép, để gì luôn. Mình giao lưu với các bạn. Rồi, cây này là cây mã số 4 nha. Mình giao lưu với bạn là 950k, mình bao ship toàn quốc luôn, cả chậu luôn. Mình chỉ có một cây này là cây duy nhất thôi. Hoành của cây này là 15. Dáng chiều bay đổ, chiều đổ xuống là 46. Tiếp theo là cây mã số 5. Cây mã số 5 là một gốc dưới Mỹ được ghép 3 màu, màu hồng, màu trắng và màu tím. Đây màu tím này, màu hồng, màu trắng, màu tím, là một gốc giấy Mỹ được ghép 3 màu hồng, trắng, tím.
Hoành của cái cây này là 13. Chiều cao nó là 74. Cây mã số 5 giao lưu với các bạn là 800k, mình bao ship toàn quốc. Tiếp theo là cây mã số 6. Cây mã số 6 là một gốc giấy thường, được ghép lá cẩm thạch, bông màu tím bằng lăng. Thường cũng đẹp lắm mà. Nó mặc dù đi lý thường nhưng mà gốc nó rất đẹp. Nó có cái dáng này ta kêu là dáng lùa. Lùa. Cây mã số 6 là một gốc giấy thường, được ghép lá cẩm thạch, bông màu tím bằng lăng. Cây này mình giao lưu các bạn là 300k, mình bao ship toàn quốc. Cây mã số 7 là một gốc giấy thường, được ghép hai màu, màu tím lá cẩm thạch và màu đỏ thái, hai màu các bạn. Cây mã số 7 mình giao lưu các bạn là 200k, mình bao ship toàn quốc, được ghép hai màu, màu đỏ thái và màu lá cẩm thạch bông màu tím. Nó ra được một bông, còn màu thái thì ra nhiều bông. Vì khi đóng hàng thì bông này nó sẽ rụng đi nha. Tiếp theo là cây mã số 8. Cây mã số 8 là một gốc giấy Mỹ, được ghép hai màu, màu hồng và màu tím. Hoành cây này là 12, chiều cao nó là 57, hoành 12 chiều cao là 57. Cây mã số 8 giao lưu có, với các bạn là 700k, mình bao ship toàn quốc. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn muốn giao lưu với mình thì các bạn ghi mã số và số điện thoại để phía dưới bình luận, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình có để dưới video. Mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.